Xin chào mừng tất cả anh chị đã quay trở lại với video của kênh. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến tham khảo về một mô hình tại đơn vị, đó là Gia Lễ Thái Bình. Thì đây là một trong những đơn vị mà thuộc về chuỗi tiệm giặt là thương hiệu giặt là Sạch Cộng. Thì mọi người đang thấy đằng sau mình đây là một cặp thiết bị máy giặt công nghiệp của thương hiệu ở bên mình, nhãn hiệu Wade. Với thiết bị này thì đây là một chiếc máy giặt công nghiệp ướt 25kg kết hợp với một chiếc máy sấy công nghiệp 25kg. Ở đây là một trong những mô hình mà đang trong quá trình xây dựng xưởng cũng như là lắp đặt hoàn thiện về thiết bị. Thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với quá trình mà setup cũng như là hoàn thiện về một mô hình tiệm giặt là công nghiệp từ khi mà sơ khai cho tới khi hoàn thiện hoàn toàn, để mọi người cùng tham khảo hiểu hơn về trong quá trình khi chúng ta lắp, chúng ta chuẩn bị một mô hình giặt là công nghiệp hoàn thiện, chúng ta cần chuẩn bị những gì và chúng ta cần lưu ý những vấn đề gì. Thì tất cả những anh chị mà đang có định hướng muốn tìm hiểu đầu tư lên một mô hình tiệm giặt công nghiệp thì anh chị có thể nhìn qua những cái video như thế này hoặc tham khảo qua những mô hình như thế này để có thêm được cái nhìn khách quan, có thêm được những cái kiến thức liên quan đến trong quá trình setup một tiệm giặt sấy công nghiệp, để chúng ta có thể là tự chủ được vấn đề tài chính cũng như là diện tích để chúng ta có một cái mô hình nó phù hợp hơn. Thì mọi người hãy cùng tham khảo trong quá trình anh em kỹ thuật tại đơn vị công ty đang là lắp đặt máy như thế nào và mô hình xưởng đang hoạt động xây dựng như thế nào anh chị nhé. Ở đây như mọi người đang thấy đây này, đây là một chiếc máy giặt công nghiệp ướt, chiếc máy sấy công nghiệp với giải công suất 25kg và nhãn hiệu Wade. Có rất nhiều anh chị hỏi em và có so sánh giữa dòng sản phẩm này với dòng sản phẩm nội địa Nhật, và còn nói rằng giá thành của thiết bị này cao hơn rất nhiều so với dòng máy bãi. Thực sự chia sẻ với anh chị, đây là một trong những dòng sản phẩm nội địa của Trung Quốc, và với phần linh kiện điện là đều sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ của châu Âu. Và thiết bị này nếu như so sánh với thiết bị máy bãi công nghiệp của Nhật thì máy bãi công nghiệp Nhật không thể nào có tính chất ổn định cao bằng chiếc máy giặt mới như này. Đồ mới bao giờ cũng tốt hơn đồ cũ, đúng không ạ? Đấy, thế nhưng mà khi mà chúng ta đầu tư về một mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp thì anh chị cần phải quan tâm đến vấn đề đó là cái tính chất ổn định của thiết bị. Và về mô hình chúng ta xác định làm lâu dài mà, nếu như mà trong quá trình làm mà thiết bị máy nó trục trặc hoặc là chúng ta làm nó không có chất lượng, bây giờ khi mà vào mùa rồi là máy móc trục trặc lên trục trặc xuống, chất lượng thì không có, thì làm sao mà chúng ta làm tốt được về phát triển được mô hình, đúng không ạ? Thì do nói qua về cái mô hình không gian thì anh chị cùng tham khảo về một trong những cái mô hình mà bên em đang là hỗ trợ tại đây nhé. Đây anh chị có thể thấy này, xây dựng một cái tiệm giặt là khá là rộng rãi và rất là sạch sẽ anh chị nhé. Đây, không gian bên trong này sẽ dùng để chứa đồ và gấp đồ này. Đấy, hoàn thiện đồ làm thơm cho khách trong này này. Đấy, và đây nó là khu vực sân phơi anh chị nhé. Khu vực sân phơi này thì cái khoảng trống này chúng ta hoàn toàn có thể là lợp bằng tôn trắng. Đấy, cái tôn trắng thì chúng ta vẫn có thể hấp thụ được cái ánh nắng trực tiếp thì đồ của chúng ta sẽ nhanh khô hơn. Và về phần ngoài này anh chị cũng tham khảo từ cái tổng quan về ngõ ngoài đường cho tới chi tiết về sâu bên trong anh chị thấy nhá. Thì hiện tại thì biển thì đang trong quá trình lắp đặt, thì ngày mai là sẽ có biển anh chị ạ. Đây anh chị có thể thấy này, mật độ dân ở đây thì cũng khá là đông. Và hiện tại thì với cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp đầu tư tại khu vực này thì tỷ lệ cũng chưa nhiều, cho nên nắm bắt được cái cơ hội cũng như là cái xu hướng, cái nhu cầu của mọi người. Đấy, thì anh có tìm đến đơn vị và nhờ đơn vị tư vấn và set up về một cửa hàng tiệm giặt sấy công nghiệp. Đấy, từ những hôm sơ khai đó là chuẩn bị mặt bằng, rồi là nát sân, rồi là chuẩn bị vị trí đặt máy. Đấy, bên em có về tư vấn và khảo sát trực tiếp. Đấy, thì qua đây thì muốn chia sẻ với anh chị, khi mà chúng ta định hướng tìm hiểu đầu tư về một mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp thì chúng ta cần chuẩn bị những gì? Đấy, chúng ta cần chuẩn bị mặt bằng, chúng ta cần phải dự trù về vấn đề tài chính, chúng ta cần phải nắm được cái vốn mà chúng ta đầu tư nó có nằm trong cái sự kiểm soát của chúng ta có thể làm được hay không. Và thứ hai nữa là cái thị trường mà khi khu vực chúng ta phát triển. Ở đây thì khi mà anh chị làm về tiệm giặt sấy công nghiệp thì anh chị hoàn toàn có thể kết hợp thêm những cái mô hình như là giặt chăn này. Thì ở đây là anh chị đang kết hợp là sau này sẽ bán cung cấp được cái nguồn nước giặt xẻ anh chị nhá. Đấy, và bán chất tẩy rửa nữa.
Đấy thì khi mà đến với đơn vị công ty em thì mọi người sẽ được tư vấn một mô hình tiệm giặt chuyên nghiệp. Anh chị sẽ được thừa hưởng một cái chất lượng dịch vụ hỗ trợ về chuyên môn nghề chuẩn. Đấy thì khi mà chúng ta đầu tư về một mô hình tiệm giặt sấy chuyên nghiệp thì cần chuẩn bị những cái yếu tố gì? Đầu tiên phải nói đến đó là nguồn điện. Nguồn điện là không thể nào thiếu được, và với những cái dòng điện ba, dòng máy giặt công nghiệp thì hoàn toàn sử dụng bằng hệ thống điện 3 pha. Và hiện tại thì trên thị trường và tại đơn vị công ty em là vẫn có cái thiết bị máy chạy điện 1 pha. Thế nhưng mà khi mà chúng ta đầu tư về một mô hình kinh doanh thì chúng ta cần phải tính đến cái chi phí và cái lợi nhuận mà chúng ta thu lại được, đúng không ạ? Và khi mà nếu như anh chị sử dụng cái dòng điện 1 pha thì là dòng điện dân dụng gia đình nhà chúng ta vẫn dùng đấy ạ, thì chúng ta lại phải trả ở cái mức phí giá điện, đó là mức điện neo thang, giá neo thang. Đấy, bởi vì 50 số đầu một giá khác này, 100 số đầu là số khác này. Bởi vì khi anh chị làm về dụng vụ đặt lẻ ấy, thì chắc chắn là vấn đề mà điện năng chúng ta sử dụng sẽ hao tốn, bởi vì chúng ta làm dịch vụ mà. Nhưng mà khi anh chị kéo sử dụng nguồn điện 3 pha, thứ nhất là có tính chất ổn định cho thiết bị, thứ hai nữa là cái giá thành điện nó ổn định. Nó chỉ có một giá thôi. Nếu như anh chị đăng ký giá điện dịch vụ thì chúng ta sẽ ổn định một cái giá mức điện nó rơi vào khoảng 2.900. Đấy, còn nếu như chúng ta đăng ký được giá điện sản xuất thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, nó chỉ mình chỉ trả, nó chịu một mức giá thôi. Đấy, và khi chuẩn bị, chúng ta cần chuẩn bị hệ thống nguồn nước nữa anh chị ạ. Và đây, và hệ thống cấp thoát nước này. Anh chị lưu ý cho em, khi anh chị tìm hiểu một cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp, anh chị chuẩn bị mặt bằng ấy, thì anh chị sẽ để đầu chờ cho em về cái hệ thống thoát nước. Là lưu ý nên để cái đường ống nó to một chút, thì trong quá trình mà hoạt động thì sẽ thoát nước tốt hơn. Thứ hai nữa là hệ thống cấp nước này, thì anh chị sẽ để cho em một cái đầu chờ ống nó dao động tầm khoảng từ phi 34 cho đến phi 48. Đấy, thì khi mà cái đội kỹ thuật đến lắp đặt thì các bạn ấy sẽ nắp cũng như là hoàn thiện để cho máy có thể chạy được anh chị nhá, và vận hành một cách ổn định. Đây là kỹ thuật bên em đang là trong quá trình lắp đặt thiết bị. Đấy, và tại sao đó là ở sau mỗi con máy thì máy giặt thì nên đặt một chiếc máy bơm tăng áp. Bởi vì khi mà chúng ta lắp máy bơm tăng áp thì cái lượng nước cấp vào cho máy nó sẽ nhanh hơn. Đấy, để giúp chúng ta sẽ hạn chế tối đa cái thời gian cho một mẻ giặt. Đấy, thì một ngày chúng ta có thể giặt được nhiều đồ hơn, nhiều mẻ hơn. Và đây là cái không gian mà sử dụng để kết hợp thêm cái mô hình giặt đệm anh chị nhé. Đấy, thì bên em sẽ cũng set up hết, tư vấn cho anh chị những cái mô hình xung quanh, vấn đề giặt đệm, giá giặt đệm, rồi tất cả những phụ kiện kèm theo. Đấy, thì chi tiết về vấn đề liên quan đến trong ngành giặt là công nghiệp, anh chị cần hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại của em, đó là 0397742111. Bằng tất cả những kỹ năng chuyên môn cũng như là kinh nghiệm của em rất mong muốn rằng là sẽ chia sẻ và hỗ trợ giúp anh chị có những cái nhìn, có cái sự đầu tư chuẩn nhất về ngành giặt là công nghiệp. Và điều quan trọng đó là giúp anh chị có thể làm tốt, mang lại cái chất lượng phục vụ tốt khi mà chúng ta đầu tư về một mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp tại các khu vực mà chúng ta mong muốn. Và giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.